Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái loại remote hay chúng ta còn gọi là cái điều khiển từ xa của máy chiếu mà có thể sử dụng cho hầu hết các loại máy chiếu có mặt trên thị trường hiện nay. Cái remote này được cung cấp bởi công ty VNBC và đây là cái giao diện hoàn toàn bằng tiếng Anh, rất là dễ dàng sử dụng. Đầu tiên là tôi hướng dẫn cho các bạn cách set cái remote này cho từng cái loại modem máy chiếu khác nhau. Thì ở phía đằng sau có in cái hướng dẫn rất là dễ dàng để chúng ta set cho từng cái loại máy chiếu khác nhau. Ví dụ đối với cái máy chiếu là máy Panasonic chẳng hạn, thì chúng ta bấm nút set, chúng ta bấm và giữ nút set cộng với là nút video. Khi nào chúng ta thấy cái đèn màu đỏ này nháy hết 3 lần thì chúng ta thả hai nút ra cùng lúc. Thì khi đó cái remote này sẽ được sử dụng cho hầu hết các loại máy chiếu có mặt trên thị trường hiện nay. Và các bạn có thể biết được rằng đây là cái loại remote mà có thể sử dụng cho hầu hết đến 99% các loại máy chiếu có mặt trên thị trường hiện nay. Và đối với các cái máy chiếu khác cũng có cái hướng dẫn tương tự nằm phía dưới này. Ở đây các bạn có thể thấy được là các cái dòng máy chiếu phổ biến như Sharp, Epson, Toshiba, NEC, Sanjo, Samsung, LG, Sony, Hitachi, BenQ, Acer, Visionic là hầu hết chúng ta có thể set và sử dụng được. Và trong một số trường hợp thì một số cái máy chiếu nó cũng không được liệt kê ở trong cái danh sách này, nhưng vẫn có cách để chúng ta set được bằng cách là chúng ta set thử cho từng một trong số những cái phím ở đây. Ví dụ phím mod hoặc phím free này thì vẫn có thể sử dụng bình thường. Ví dụ như một số máy trong này không có ghi, như là máy Promethean chẳng hạn, thì là một trong cái dạng máy đặc biệt mà hiện tại vẫn được sử dụng được. Chúng ta có thể sử dụng cái loại remote này để chúng ta sử dụng cho loại máy Promethean, một trong những cái loại máy chiếu của Singapore. Và trên cái giao diện chính thì chúng ta có thể thấy được là các cái nút chức năng ghi rất là rõ, như là phím video, phím RGB, tức là các cái phím cho phép chúng ta chọn tín hiệu đầu vào, và các cái phím như keytone, chỉnh volume, zoom lớn, zoom nhỏ, nút menu, escape, nút enter, và hầu hết các cái nút phím khác thì gần như là đều có đầy đủ hết. Một đặc điểm đáng chú ý của loại remote này là đây là một cái loại remote đa năng, nhưng không phải là remote chép. Các bạn nên lưu ý phân biệt là remote đa năng và remote chép. Nếu mà là remote chép thì chúng ta sử dụng sau một thời gian thì nó dễ dàng hư hoặc là nó sẽ lạc mất bức sóng. Nhưng mà remote này chúng ta có thể sử dụng vĩnh viễn được, nếu mà chúng ta bảo quản tốt thì nó sẽ rất ít xảy ra trường hợp là nó bị lỗi. Ngoài trừ trường hợp là do lỗi từ nhà sản xuất thì ngay lúc đầu thì chúng ta đã không sử dụng được thì chúng ta mang tới để chúng tôi đổi cái remote khác. Nhưng mà trường hợp xác suất lỗi là rất thấp. Các bạn có thể tham khảo thêm trên trang web của chúng tôi là vnpc.com.vn để tham khảo thêm thông tin về loại remote này và giá bán mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.